thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, dịch vụ, công nghệ cao lớn nhất Việt Nam, đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư danh tiếng của thế giới đến đặt nền tảng lâu dài trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh. Trong bức tranh tổng thể chung đó, tập đoàn Techquan, một trong những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đã đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực tại Việt Nam từ năm 1993 với các dự án như nhà máy sản xuất giày tại Đồng Nai, Mộc Bài với doanh thu lên đến 700 triệu đô la Mỹ, đặc biệt dự án nhiệt điện tại Nam Định với vốn đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ và mới đây là nhà máy sản xuất giày tại Cần Thơ trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Huchem, một công ty hóa chất hàng đầu của Hàn Quốc thuộc Techquan, chuyên sản xuất các hóa chất cơ bản tinh chế, đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Việc chọn lựa Việt Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, là nơi đầu tư và xây dựng nhà máy, mang một ý nghĩa to lớn về sự hợp tác hàng Việt tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp đầy tiềm năng của Việt Nam và xuất khẩu. Hình ảnh những cánh đồng lúa mênh mông, những trang trại cây trái xum xuê của đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng Bắc Bộ chính là niềm cảm hứng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc định hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Và như câu ngạn ngữ Việt Nam khi nói về nông nghiệp, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Trong đó nguồn nước được thiên nhiên Việt Nam ưu đãi, phân bón cho cây trồng được tạo ra từ công nghệ kỹ thuật sản xuất hiện đại, an toàn là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, không những được thị trường trong nước đón nhận mà đáp ứng cả tiêu chuẩn quốc tế. Niềm cảm hứng ấy đã trở thành sự thật khi Huchem, một công ty hóa chất hàng đầu Hàn Quốc thuộc tập đoàn Techquan, đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy NPK Hàng Việt KVF với công suất 360.000 tấn một năm, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, bao gồm hai dây chuyền sản xuất hiện đại tại Việt Nam và khu vực, được đặt tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy NPK Hàng Việt được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 8,8 hectare tại khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho việc giao hàng bằng đường bộ, đường thủy và phục vụ xuất khẩu. Dây chuyền sản xuất NPK Hàng Việt được đầu tư với công nghệ cao để cho ra những sản phẩm NPK chất lượng mà người nông dân cần cho cây trồng của mình. Nhà máy của KVF có thể sản xuất tất cả các loại sản phẩm NPK phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của tất cả các loại cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng và điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương, đảm bảo thu hoạch nông sản với năng suất cao và chất lượng tốt, mang lại giá trị gia tăng cao cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Với tâm niệm trở thành người hỗ trợ tốt nhất cho bà con nông dân Việt Nam, công ty KVF còn xây dựng một mạng lưới phân phối thuận lợi nhất để có thể đưa được sản phẩm NPK Hàng Việt đến tận tay người sử dụng. NPK Hàng Việt đã có mặt hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc với trên 80 nhà phân phối. KVF sẽ tiếp tục củng cố các thị trường đã có và phát triển các thị trường đầy tiềm năng theo đa dạng cây trồng và vùng đất bằng cách tiếp tục khảo sát nhu cầu thị trường, nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới phù hợp với các loại cây trồng khác nhau và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng đất. Các nhà phân phối hàng đầu tại miền Đông Nam Bộ, nơi có những trang trại cao su, cà phê, hạt điều, thanh long lớn nhất Việt Nam, đã bày tỏ ý kiến của mình. Công ty Hàng Việt hỗ trợ rất là tốt, hỗ trợ những buổi hội thảo kịp thời và đúng lúc để tôi ra hàng được tốt hơn. Tôi mong muốn là công ty có những buổi tọa đàm phát trên đài truyền hình để nhằm tuyên truyền những cái kỹ thuật chăm sóc cây trồng để người dân ngày càng tin dùng cái sản phẩm của công ty Hàng Việt. Năm 2017 tôi bắt đầu sử dụng cái phân bón Hàng Việt để bón cho cây cao su. Tôi thấy rằng là lượng mủ nó lên cao, rồi là độ cũng tăng. Tôi bắt đầu tôi bón thử cho cam quýt thì thấy nó cây nó cũng phát triển tốt. Cái phân bón của Hàng Việt này là cái chất lượng nó tương đương với một số công ty nổi tiếng khác, nhưng mà cái giá cả nó hợp lý. Cũng như vậy, đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa
và cây trái lớn nhất Việt Nam, những nhà phân phối phân bón chất lượng cao và nông dân đều có những suy nghĩ hết sức sâu sắc. Là một cái nhà phân phối NPK lâu năm trên thị trường phân bón của Việt Nam, qua thời gian tiêu thụ sản phẩm NPK hàng Việt, là một cái công ty 100% vốn Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm nó ổn định và đạt hiệu quả cao, đại lý cấp 2 là trở lại mua tiếp tục và người nông dân thì cũng quay lại là mua sản phẩm. Tôi được biết là công ty này là một công ty lớn sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Sau khi sử dụng phân hàng Việt thì thấy rằng có những kết quả là rất diện đổi rất lớn, đồng giải đá nhiều, đồng to, trổ đồng loạt. Đồng thời là sau khi thu hoạch thì năng suất cao trội hơn những phân bón khác và giá bán cũng cao hơn. Những vụ tới tôi sẽ tiếp tục trồng phân hàng Việt để bón vào những đồng ruộng của tôi. Ngoài ra, KVF sẽ đẩy mạnh việc xuất khẩu NPK hàng Việt đến các nước trong khối ASEAN như Philippines, Myanmar, Lào và Campuchia, cũng như những thị trường khó tính với yêu cầu cao về chất lượng phân bón như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Xác định cùng đồng hành với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, với bà con nông dân nói riêng, lãnh đạo công ty phân bón hàng Việt đã đề ra mục tiêu chiến lược lâu dài là phục vụ sản xuất nông nghiệp Việt Nam bằng một chính sách nhất quán, không chỉ nhằm đạt được lợi nhuận, mà quan trọng nhất là đề cao công nghệ, chất lượng, góp phần tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, phục vụ nội địa và xuất khẩu. Ông Park Jin-ho, Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Hàn Việt đã khẳng định. 대한민국 최고의 기술자들과 베트남의 우수한 직원들이 힘을 합쳐 비율을 생산하고 있습니다. KVF는 100% 성분을 보증하는 정직한 비료, 농민이 원하는 친환경 비료를 공급합니다. 이를 통해 다음 세대까지 건강한 땅을 물려줄 수 있도록 최선을 다하겠습니다. Như một gam màu đẹp của đồng lúa, những trang trại, những vườn cây xanh tươi trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, câu chuyện kể về niềm cảm hứng của những nhà đầu tư Hàn Quốc đã góp phần cho thấy một bức tranh đẹp trong hợp tác cùng xây dựng và phát triển nền nông nghiệp truyền thống của Việt Nam ngày càng vươn xa, vươn cao. Đó cũng là một thông điệp mà NPK Hàn Việt muốn gửi đến bà con nông dân, các nhà phân phối Việt Nam thân yêu. NPK Hàn Việt, hai tách hàng, nông sản Việt, như tinh thần KVF. Trong khi những người khác có thể dậm chân tại chỗ, KVF sẽ vượt qua mọi giới hạn để tiến đến tương lai.